gửi nị. À, nị ơi, thích màu hồng lắm phải không? Thì hôm trước cô đọc báo, cô thấy có một cái đoạn clip mà người ta quay được cảnh một bạn cá heo màu hồng đang bơi và nhào lộn tại cái biển gọi là biển Đồ Sơn ở Việt Nam á nị. Bây giờ mình tạm gọi bạn đó là bạn nè, Pinky Pinky Poo nha, cho nị dễ nhớ. Thì theo mấy nhà khoa học á, thì bạn Pinky Pinky Poo này á là thuộc cái loại cá heo lưng gù Thái Bình Dương. Thì có một cái loài nữa cũng là cá heo màu hồng giống vậy mà nó được gọi là cá heo hồng sông Amazon. À, cá heo mà bơi ở sông, nhiều khi là hàng xóm của Pinky Pinky Poo đi lạc á. Thì hai loài này nó còn rất là ít và nằm trong danh sách sắp tuyệt chủng do ô nhiễm môi trường biển á. Thì mấy nhà khoa học đang kêu gọi bảo vệ môi trường để mà bảo vệ được nhiều sinh vật biển hơn á, trong đó có mấy bạn cá này á nị. Mấy bạn dễ thương mà, để mấy bạn tuyệt chủng thì tội nghiệp mấy bạn lắm. Điều đặc biệt nữa là mấy bạn cá heo này mới sinh ra chưa hề có màu hồng nha. Mà thường là mấy bạn chỉ có màu đen, màu xám thôi. Càng lớn tuổi thì mấy bạn càng hồng hơn. Thì theo cô đọc báo thì màu hồng này được tạo ra là do mấy cái mạch máu tạo nên sắc tố của mấy bạn. Mà cô chưa có hiểu rõ chỗ này lắm, thì có gì nị có thể tìm hiểu thêm lý do này nha. À, cô gửi link cho nị bên dưới, nị xem nha, có tới hai bài báo lận á. Thì trong link cô gửi nhá, có một cái bạn đó comment như vậy nè: cá heo màu hồng ngộ nhỉ, giống màu con heo trên cạn. Cô đọc thấy mắc cười, nhưng mà sau đó cô nhìn lại cô thấy cái màu nó cũng giống á. Mong nị thành người đàng hoàng nha, nị xem bên dưới nha, bye nị.